Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, hôm nay Zika Audio nhập về rất là nhiều dòng chép PD6, là chép của Thái. Nên nhập về số lượng cũng khá là nhiều để bên em có cấp ra thị trường, vì bây giờ cái thị trường thiếu giải chép khá là lớn. Thì thế bên em hiểu được cái tâm lý đó, bên em nhập về đấy ạ. Vâng, đây là những cái hộp mà bên em cũng vừa bóc ra để bên em quảng cáo luôn. Về cơ bản cái chép PD6 của Thái này được cái họng ghen đúc bằng gang và được mạ đồng rất là chắc chắn, nhìn rất là gấu. Thì bên em bày sẵn ở đây ạ, các bác nhìn thấy không ạ? Vâng, rất là gấu. Thì bên trong đây được có một cái đầu đạn nhìn rất là ngầu, nhưng là cái chép này nhìn rất hay và cứng cáp. Vâng, thì trong đó thì hôm nay cũng có đơn của anh Võ Sĩ Nhật luôn ạ. Vâng, anh Võ Sĩ Nhật ở Bình Dương. Vâng, thì mấy hôm trước anh có lấy bên em một cái đầu giải mã DX6 Epic Audio, thì hôm nay anh lấy thêm một đôi chép PD6 để hỗ trợ cho dàn karaoke gia đình nhà mình hiện tại đang dùng, đang thiếu giải chép rất là trầm trọng. Vâng, thì bên em cũng đang test luôn cho anh Nhật. Và đặc biệt cái dòng này là bên em khi mà tất cả những khách hàng mà mua thì bên em sẽ tặng kèm cái tụ chống cháy. Đây ạ, bên em đã hàn sẵn rồi ạ. Vâng, đây là cái thiết bị bên ngoài hỗ trợ cho cái chép này được bền, và tặng dây. Vâng, một lần nữa thì em cảm ơn anh Võ Sĩ Nhật nhé. Vâng, đặc biệt là cái dòng này nhập mà của Thái, vì thế những cái series này từng cặp một sẽ giống nhau. Thì các bác yên tâm, đây là hàng chuẩn bên em nhập của Thái và tung ra thị trường để đảm bảo làm sao những cái sản phẩm tốt nhất. Vâng, thì đây là cái giải nhạc mà chưa được hỗ trợ chép, bây giờ em tăng lên chút xíu để hỗ trợ giải chép đấy ạ, để anh Nhật anh so sánh được nhá. Vâng đấy ạ. Vâng, nghe rất là bén, êm, nó không bị chói. Những dòng chưa đổi trên thị trường thì nghe rất là chói, các bác không chịu đâu ạ. Vâng, dòng này thì nghe rất là bén mà nó không có độ sắc nhiều. Bản thân là khi mà chép được giải cao đánh ra thì cái đầu đạn này nó chặn lại một chút xíu, và sau đó nó mới lan tỏa sang xung quanh ở cái họng kèn này. Đấy, là lan tỏa đi ra đây ạ, bằng một độ khuếch đại để cho nó rộng. Vâng, và bên em đều tặng hết các bác nhé. Tất cả những bác khách nào mua cái chép PD6 tại Zika Audio, bên em sẽ đều tặng tụ bảo vệ. Vâng, chép nghe rất là hay. Vâng, nghe nó có gì đó nó tơi lắm. Và khi mà chúng ta có những cái đôi loa thì chúng ta có thể để lên kệ đây cũng được. Thì cái này nó có cái đế rất là linh hoạt, chúng ta có thể gập lên gập xuống được ạ. Đem cái khung họng kèn đúc rất là dày. Vâng, một bài nhạc được nghe hay và sang tiếng thì chúng ta nên hỗ trợ thêm một cái giải chép hỗ trợ cho cái giải cao. Cả hát karaoke hay là nghe nhạc thì nó mang lại hiệu quả rất là lớn. Các bạn nhìn lại bầy la liệt đây ạ. Các bạn thử tắt cái giải chép đi nhá. Đây, đây nghe rất là bí ạ. Đó, nghe bật lên này để các bạn so sánh. Đấy ạ. Đấy, rất là bén nhé các bác nhé, giải chép rất bén luôn ạ. Và đặc biệt cái dòng này là bên em bán 950.000 bao ship, thì anh Nhật cũng vậy ạ, 950.000 bao ship. Đặc biệt bên em nhận ship code toàn quốc, còn quảng cáo chút xíu ạ. Rồi, chúng ta lại quay trở lại đi ạ. Vâng, bác nào muốn sở hữu một đôi chép PD6 của Thái Lan thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio nhé. Vâng, bên em sẽ cập nhật tin tức liên tục và tư vấn cho các bác nhiệt tình. Vâng, anh Nhật ạ, hiện tại đôi loa chép của anh hoạt động rất tốt. Sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh.
Vâng, một lần nữa thì em cảm ơn anh Nhật và chúc Nhật và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã xem theo dõi video. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.